Em là cứ bốc hàng rồi đâu là em làm được cái đấy ạ. Hết món phụ kiện đây rồi thì em chuyển sang bóc được hai đôi loa này bằng giới thiệu luôn. Một đôi là Big Venturi, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Và bên này là đôi loa Arango. Hai đôi này đều có mức giá 4,8 triệu. Con này 4,8 triệu và con Big Venturi 4,8 triệu. Với mức giá đó thì các bác cứ tham khảo đi. Em mời các bác đi tham khảo thoải mái xong về với em. Bác nào lấy thì báo, chứ còn đã xác định mặc cả thì khỏi phải hỏi em. Arango 3.000, 4,8 triệu thì có bèo chưa? 4,8 triệu có bèo chưa? Thùng vách thì không thể chê được, vách này quá đẹp rồi. Thùng vách còn lại thế, đẹp lung linh, không chê nữa. Những thương hiệu nổi tiếng luôn. Đây, con Arango là bát 25, màng giấy, gân vải tẩm dầu, chép còi này, đầu đạn luôn này. Tất cả những ngày các bác về lau này, đấy, lau hết luôn này. Có nhìn đây này, đây mới là hàng bãi này. Hàng bãi em chưa lau một tí nào, có nhìn thấy chưa, đây, nhìn chưa? Đấy, lau đâu sáng đến đấy chưa bác chưa? Hàng bãi nguyên của bác đấy, chưa động tuốt tát gì đâu. 4,8 triệu đôi này, kích thước chiều ngang của thùng, một chiều ngang thùng nó 38 đấy, 38-40. Chiều sâu của thùng cả e căng này, 30. Con này đây em đang để e căng nhé. E căng ngoài, thấy đây, e căng của nó bác nhìn này. E căng nó đúc đẹp luôn, chất của nó luôn, e căng nhựa luôn, Arango luôn, 3.000 luôn. Con này em bóc nốt rồi cho bác nhìn này, được chưa? Quá đẹp luôn. 4,8 triệu. Bác nào thích em liềm em luôn, cỡ em đi cho. Sang đến đôi Big Venturi đây nữa, cũng 4,8 triệu. Chiều sâu của thùng 30, chiều ngang của thùng 30, và chiều cao thế nào, 1, 2. Chiều cao gần 50. Con này chiều cao thế nào, 1, 2, 3. Chiều cao gần 60. Big Venturi thì khỏi quảng cáo. Con này được thiết kế là một bát 20, màng giấy, gân vải tẩm dầu, một con tép còi kèn. Con chung đây, con chung thì được vẫn bảo vệ cái lớp nỉ, nó được bảo vệ lớp nỉ rất là đẹp. Đấy, chung đấy. Con này là con Big Venturi Foruma 2 chưa? Automatic, có chế độ chỉnh các chế độ nghe này. Đây là volume chỉnh các chế độ nghe này, nghe class A, nghe classic này, nghe rock, nghe pop này. Ôi dồi, đây các chế độ đây. Hàng ở Made in USA, chưa lau một chút nào đâu. Hàng vừa bóc còn chưa lau. 4,8 triệu, quá bèo rồi. Mức lỗ thông hơi phía dưới. Con này bác nào mặc cả giá thì bó tay, xin phép. 4,8 triệu ạ. Hai con đều là 4,8 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Cũng muốn lên 4,9 triệu nhưng không thích số 49. 5,3 triệu thì số 53 không thích nữa, nên là thôi 48 triệu.